kẹo này là chị mua cho bạn chị đấy. Thấy chị oai chưa? Thế chị lấy tiền đâu mà mua nhiều kẹo thế? Em bé biết gì mà hỏi. Thôi chúng mình đi vào lớp đi. Tiền chị Ruby cho mình đóng học thì mình cũng đã mua kẹo cho các bạn hết rồi. Bây giờ lấy đâu ra tiền mà mua nữa? À đúng rồi, con là tiết kẹo của chị Ruby. À, con là tụi mình cướp. Em xin lỗi chị, từ giờ em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị và sẽ không đưa đồ cho các bạn nữa đâu. Chị ơi, mua cho em bó rau nhá. Không ạ. Vâng. Chị ơi, hai đứa dậy rồi à? Thế ăn sáng chưa? Em ăn no rồi chị ạ. Em chưa ăn gì cả, chị cho em tiền ăn sáng đi. Điều đấy em và chị ăn cơm, chị không ăn, bây giờ lại còn xin tiền. Có mỗi tí cơm nguội, làm sao mà chị ăn được? Em ăn vẫn thấy ngon mà. Em ăn được, nhưng chị không ăn được, biết chưa? Sao mà em nói nhiều thế nhở? Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Sáng nay chị mới bán được ít rau này. Đây, chị cho mỗi đứa 2.000, lát nữa đến trường mua gì mà ăn? Xin. Em, 2.000 thì mua được gì hả chị? Hai thôi chị ơi, chị cất đi, để trưa chị cứ mua thức ăn. Sao thế Minh Khoa, em không thích à? Sáng nay em ăn sáng rồi mà chị. Không lấy chị đưa cho chị. Ơi, tiền của chị Ruby mà. Chị Ruby cho chị rồi, đúng không chị Ruby? Thôi đấy, Khánh Linh cầm lốt đi. Em xin, đợi em đi học này. Ôi kìa Khánh Linh, đợi Minh Khoa đi học với. Minh Khoa đứng lên đi học cùng chị Khánh Linh đi. Vâng ạ. Minh Khoa, em làm gì thế? Về nhanh lên để chị có ăn cơm. Chị đói bụng quá rồi đây này. Đợi em một lát, chỗ này có nhiều vào chai của em phải nhặt hết đã. Bực thật, em nhanh lên đi. Ngỡ bạn chị đi qua, bạn chị nhìn thấy thì sao? Vâng, em sẽ xong rồi đây. Cái chai này vẫn còn nước này. Chị Khánh Linh ơi, chai này vẫn còn nước chị uống không? Em bị hâm mà, nước người ta uống dở rồi người ta vứt đi. Mà em bảo chị uống á, em mà không nhanh lên là chị về trước đấy. Là ngon thế này mà chị không uống thì sẽ em mang về, em với chị Ruby uống cho chị thì em luôn. Yeah. Vâng, em biết rồi. Ủa chết, bạn tóc xoăn với bạn ra bảo đến rồi. Này ra bảo, anh ăn bim bim xong khát nước quá rồi đây. Tiền của em mua bim bim hết rồi, không còn tiền mua nước nữa đâu. Ba anh nhớ phải xin mẹ thêm 5.000 để mua nước cho anh biết chưa? Vâng. Ra bảo, ai kia? Em cũng không biết ai đâu. Đi xem nào, đi đi. Ai đấy nhở? Ai mà cứ đứng chê mặt đấy nhở? Ai đứa nhà ra bảo nhở? Anh phải bỏ cái cặp ra mới biết chứ. À, thì ra là Khánh Linh à. Xin chào hai cậu nha, xin chào hai cậu, đấy là Khánh Linh đây. Cậu tên là Khánh Linh, bọn tớ biết rồi, cần gì phải giới thiệu nữa. Cậu đứng đây làm gì mà lại còn lấy cặp chê luôn, định ăn trộm à? Không, tớ đang định che mặt cho đỡ bụi rồi. À Khánh Linh, hôm qua cậu nói là cậu muốn chơi cùng bọn tớ đúng không? Đúng thế, các cậu đồng ý cho tớ chơi cùng rồi à? Muốn chơi cùng à? Thì phải có quà ra mắt chứ. Thế các cậu muốn quà gì? Bọn tớ đang khát nước, cậu đi mua nước cho bọn tớ đi. Nhưng tớ... Nhưng cái gì? Không có tiền chứ gì? Không có tiền thì làm sao chơi cùng bọn tớ được? Tớ... Khánh Linh đi về thôi. Eo, thì ra em của Khánh Linh đi nhặt ve chai à? Trông nhếch nhác ra nhở? Đúng thế, trông nhếch nhác ra. Nhếch nhác từ cả em, nhưng còn phải với hai anh. Minh Khoa, có một lời thế. À, chai nước vừa nãy đâu? Đây nước đây chỉ muốn uống thôi à? Đưa đây cho chị, tớ có nước đây. Hai cậu cứ uống đi, tớ thật tớ chơi cùng nhá. Chị Khánh Linh nhìn nước của em mà. Em im đi, này, hai cậu uống nước đi. Tớ xin. Cầm đi bim cho anh để anh uống trước. Thấy chưa? Ai bỏ anh còn tham làm gì? Này, đưa em uống cho. Đây, anh cầm bim bim cho em đi. Cái lúc này vừa thiêu vừa chua thế này. Anh đã giơ tay bảo đừng uống, thế mà lại còn uống. Ai em biết được. Này Khánh Linh, cậu cho bọn tớ uống cái nước gì đấy? Tớ vô tội, tớ không biết gì đâu nhá. Là Minh Khoa đấy, là Minh Khoa nhá. Chị không biết gì đâu à? Minh Khoa, Minh Khoa. Khánh Linh, cậu định lừa tớ à? Thả tớ ra, bỏ tớ ra. Cậu dám lừa bọn tớ, muốn chơi cầu mà lại cho bọn tớ uống nước thiêu à? Đúng thế, chua hết món tớ rồi này, cậu ra ăn đi. Tớ đã bảo là không phải tớ mà, tớ có biết gì đâu, là em của tớ chứ. Thôi được rồi, bọn tớ không trách cậu nữa.
cậu có muốn chơi cùng bọn tớ nữa không? Có, tớ muốn chơi cùng các cậu mà. Tại vì ở trong lớp chẳng có ai muốn chơi với tớ cả. Vậy ngày mai cậu phải mua quả vặt cho bọn tớ ăn. Quả vặt là cái gì? Vậy là có to không? Trời ơi, quả vặt mà cũng không biết nữa. Ngày mai cậu phải mua cho bọn tớ thật nhiều bánh kẹo. Càng nhiều bánh kẹo càng tốt. Thế thì bọn tớ mới cho chơi cùng. Ra bảo, chúng mình về thôi. Vâng ạ, quả thì nước cho cậu này. Làm sao mà mình có tiền mua kẹo cho các cậu được? Sớm thế, thế Minh Hoa đâu rồi? Hôm nay em phải đi trước có việc. À mà chị cho em tiền đóng học đi. Em cứ đi học đi, lát nữa bán hết rau xong chị sẽ mang tiền để nó học cho em. Chứ cầm nhiều tiền thế này ngỡ rơi mất thì làm sao? Em lớn rồi, em làm gì phải trẻ con đâu. Chứ cứ đưa tiền cho em đi rồi em đi đóng học. Thế đây, em nhớ là để đóng cẩn thận, ngỡ mất là chị không có tiền đưa em nữa đâu. Vâng ạ, thôi em đi đóng học đây. Yeah. Wow, wow, nhiều kẹo quá. Tớ có tặng 100.000 nha. Các cậu cứ mua tiền ra đi. Thích cái gì thì mua cái đấy. Ok luôn, okay. Cô ơi cho cháu cái này. Cô ơi cho cháu cái kia. Cho cháu cái kia. Cho cháu cái kia. Cho cháu cái này nữa. Các cậu cứ mua đi. Thích mua thì cho cháu cái kia. Cho cháu cái này nữa này. Các cậu thấy chưa, tớ đã bảo tớ sẽ mua nhiều đồ ăn cho các cậu rồi mà. Được đấy, vì hôm nay cậu mua nhiều kẹo cho bọn tớ nên bọn tớ sẽ cho cậu chơi cùng. Nếu muốn chơi nhiều thì ngày nào con cũng phải mua đồ ăn cho bọn tớ biết chưa? Các cậu yên tâm, tớ đầy tiền. Chị Kelly, ôi trời ơi, giật hết cả mình. Sao chị đi mà không đợi em thế? Từ giờ em lớn rồi, đừng có đi theo chị nữa. Chị còn phải đi cùng bạn chị nữa đấy. Mà anh chị có nhiều kẹo thế cho em xin rồi. Kẹo này là chị mua cho bạn chị đấy. Thấy chị oai chưa? Thế chị lấy tiền đâu mà mua nhiều kẹo thế? Em bé biết gì mà hỏi. Thôi chúng mình đi vào lớp đi. Bây giờ đi vào lớp đi, xong bọn tớ sẽ cho cậu ăn kẹo cùng bọn tớ. Okay. Thôi. Nhiều kẹo thế mà không cho mình nhỉ? Của chị nhanh lớn để chị còn lấy tiền đóng học cho Minh Hoa và Khánh Linh nhá. Bây giờ chị sẽ cho em ăn này. Chị Du Bi ơi, nhìn em à. Wow, Minh Hoa của chị giỏi quá, biết tưới nước giúp chị nhá. Em có mệt không? Em không. Quá. Rồi em tưới nước tiếp đi. Không ạ. Tưới mấy gáo nước danh con thôi, có gì đâu mà giỏi. Chị Thầy Ninh ơi, tớ nên làm đỡ chị Ruby đi. Chị không thích. Chán thật, đợt nghỉ học mà lại phải ra vườn. Ngồi đây vừa nắng vừa mệt. À, hay là mình sẽ đi chơi với bạn một lúc. Chị Ruby ơi, cho em đi chơi với bạn một lúc nha. Ừ, thế em đi đi. À, hay là em cho Minh Khoa đi cùng nữa. Không đâu, cho em Minh Khoa đi cùng vướng chân làm sao mà em chơi được. Em không thích đi chơi đâu, em thích ở nhà làm đỡ chị Ruby cơ. Minh Khoa của chị ngoan quá. Thôi được rồi, chị mình Minh Khoa lại làm tiếp nhá. Nha. Thôi, em đi chơi rồi. Khánh Linh ơi, em đi chơi nhớ về sớm nhá. Vâng ạ. Nhìn xe tăng của anh này. Xe tăng của anh là robot biến hình đấy. Siêu như đẹp chưa? Con của em là con chuột không biến hình đấy. Này, đi xuống này. Hai cậu cho tớ chơi cùng nữa nhá. Dê gì mà dê, hôm nay cậu có mua kẹo cho bọn tớ không mà chơi cùng? Nhưng mà mấy hôm nay tớ đều mua kẹo cho các cậu rồi mà. Tóm lại là ngày nào có kẹo thì bọn tớ mới cho chơi cùng. Mà thôi, cậu tránh ra đi cho ô tô bọn tớ con đi. Nhìn ô tô của anh này. Nhìn ô tô của em này. Đầm nha. Ê, đợi, đợi, đợi cậu ngồi đây đại tớ, tớ sẽ mua đồ ăn cho các cậu. Tiền chị Ruby cho mình đóng học thì mình cũng đã mua kẹo cho các bạn hết rồi. Bây giờ lấy đâu ra tiền mà mua nữa? À, đúng rồi, con là tiết kiệm của chị Ruby. Wow, trong con lạ này nhiều tiền lắm. Mình sẽ cho các bạn ăn kẹo tiệt ga luôn. Nè 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 nè. Về nhiều tiền ca. Về nhiều tiền đó. À, con lợn này. Nhiều tiền ca. Con lợn của mình.
chứ không. Để chị nấu cơm cho em nhá. Vâng. Chị có điện thoại, đợi chị một lát. Alo. Dạ vâng, em chào cô, em là chị của Khánh Linh đây ạ. Cô nói sao cơ, Khánh Linh vẫn chưa đóng tiền học cả. Dạ vâng, vâng, em chào cô. Sao thế nhở, rõ ràng là mình đưa tiền cho Khánh Linh rồi mà. Hay là Khánh Linh làm rơi mất tiền đóng tiền học rồi nhở? Bây giờ lấy tiền đâu đóng tiền học cho Khánh Linh nhở? À, con lợn tiết kiệm của mình. Con lợn tiết kiệm của mình đâu rồi? Minh Khoa ơi, em có thấy con lợn tiết kiệm của chị đâu không? Em không. Lạ nhở, đâu mất rồi? Chị ơi. Khánh Linh, sao em không đóng học hả? Tiền chị cho em để đâu rồi? Chị ơi, em xin lỗi, tiền đóng học em đã mua đồ ăn cho các bạn hết rồi. Sao em lại phải mua đồ ăn cho các bạn? Nếu em không mua thì các bạn không cho em chơi cùng chị ạ. Chị mua cho các bạn chị và em xin một gói cũng không cho. Em có biết tiền đóng học của em chị phải dành dụm bao nhiêu hôm mới có đủ không? Vậy mà em lại mua kẹo cho các bạn. Mà còn con lợn tiết kiệm của chị nữa, em có thấy nó đâu không? Chị ơi, em định lấy trộm tiền trong con lợn tiết kiệm của chị để đi mua kẹo cho các bạn, nhưng bị cướp hết rồi. Trời ơi, đấy là tiền tiết kiệm chị dành dụm bao năm để sau này nuôi các em ăn học. Bây giờ bị mất rồi thì phải làm sao? Chị ơi, em xin lỗi. Thôi được rồi, tiền thì chị có thể kiếm lại được. Chị nhất định sẽ không để hai em phải bỏ học đâu. Em xin lỗi chị, từ giờ em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị và sẽ không đưa đời cho các bạn nữa đâu. Hai em phải nhớ, nhà mình rất là nghèo mà chỉ có ba chị em thôi. Chị đã làm việc rất vất vả để có thể nuôi các em ăn học, cho nên các em phải ngoan, phải học giỏi nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi lại đây với chị nào. Chị thương hai đứa nhiều lắm. Vâng, em cũng thương chị lắm. Các em ơi, Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé.